chính xác nhất, Vĩnh Thương tìm muốn lấy lại số tiền để dành mua bảo hiểm cho con gái. Thông tin liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín đang là câu chuyện được nhiều người quan tâm. Những thông tin liên quan đến cuộc sống của diễn viên Thương Tín vẫn đang là câu chuyện được rất nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đã xác nhận việc sẽ trả lại số tiền dùng để mua bảo hiểm cho con gái của Thương Tín theo yêu cầu của gia đình. Theo đó, vào thời điểm kêu gọi ủng hộ cho diễn viên Thương Tín, Kim Chi đã đứng ra mua bảo hiểm cho con gái của Thương Tín với giá 264 triệu. Giấy tờ hợp đồng bảo hiểm cũng được bàn giao cho vợ con nam diễn viên ngay thời điểm đó. Ban đầu, Kim Chi dự tính nộp toàn bộ số tiền này bên phía bảo hiểm không cho đóng hết một lần mà đóng theo năm. Chính vì thế, nữ nghệ sĩ đã bàn với gia đình sẽ lập một tài khoản ngân hàng cho con gái để gửi vào đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì vợ chồng Thương Tín muốn cô bàn giao lại số tiền. Kim Chi cũng cho biết yêu cầu này là đúng nên cố gắng thu xếp công việc và bàn giao lại số tiền. Trước đó, nghệ sĩ Thương Tín trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội khi cho biết hoàn cảnh của ông giờ đây rất khó khăn. Đã tiêu hết 800 triệu đồng được hỗ trợ hồi đầu năm 2021. Dư luận đặt ra hoài nghi khi số tiền lớn bị tiêu sạch trong thời gian chưa đầy một năm. Nhiều người chỉ trích Thương Tín vì cách tiêu thiếu hợp lý, chỉ cho rằng nam diễn viên đang lợi dụng lòng tốt của khán giả.